Có rất nhiều anh chị và các bạn đang quan tâm về dòng xe 7 chỗ hiện nay Dòng xe 7 chỗ bây giờ đang được ưa chuộng và tìm kiếm nhiều Với chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản máy full xăng Sản xuất là năm 2017 Hiện đang có mặt tại cửa hàng Dương Vĩnh Auto số 18 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội Sẽ luôn cam kết đầy đủ cho khách hàng các hạng mục xe không bị đâm va, không bị ngập nước Bao check test mọi nơi trên toàn quốc cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu đơn vị vẫn có hỗ trợ trả góp cho anh chị và các bạn. Cần thông tin trả góp về chiếc xe Santa Fe này, hãy liên hệ em để có thể gửi bảng kê chi tiết cho anh chị bạn có thể tham khảo qua Zalo. Hyundai Santa Fe, máy 2.4 sản xuất 2017 đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội. Chủ đi rất là giữ gìn, đẹp từ ngoại thất đến nội thất của chiếc xe. Tuy vậy thì có một số chỗ cũng đã sơn tỉa lại do quá trình xước xác, do quá trình di chuyển cốp của chiếc xe thì nó sử dụng là hệ thống cốp điện với không gian cốp của chiếc xe rất là rộng rãi đáng để anh chị và các bạn quan tâm về một chiếc xe trong tầm giá khoảng hơn 600 triệu là anh chị bạn có thể sở hữu chiếc xe này rồi đây là những đường nét tổng quan chi tiết của chiếc xe thì anh chị và các bạn hãy tham quan cùng em với những đường nét về hệ thống keo chỉ đinh tán ốc ác của chiếc xe để các bác có thể là cân đối xem là xe này mình có lên qua cửa hàng để xem xe hay không Đấy những cái độ hao mòn từ những cái phần doang cao su rồi bậc cốp hệ thống lỉ cốp tất cả các chi tiết để anh chị bạn có thể đánh giá thì em đều quay đầy đủ trong quá trình quay mà anh chị và các bạn cần xem chi tiết cận cảnh ở những cái phần nào thì cũng có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình em sẽ hỗ trợ thông tin cho anh chị bằng cách là em sẽ video call hoặc là em sẽ chụp lại gửi qua zalo cho anh chị và các bạn có thể tham khảo và cân đối những đường led tổng quan chi tiết hệ thống bóng đèn hậu với những chi tiết đèn led này những cái phần à, mép lối mép cản sơn si bậc lên xuống trang bị là bậc cứng à, gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ đầy đủ với không gian ghế ngồi hàng ghế thứ hai thì nó mang lại cho anh chị và các bạn cảm giác thoải mái cho ba người ngồi với những đường nét về cánh cửa đi vào ta có thể thấy từ những đường gân dập nổi này hệ thống keo chỉ táp ly cánh cửa và chất lượng từ những phần con ốc bản lề Để các bác có thể đánh giá được là cánh cửa Nó còn hoàn hảo hay không Với những tiện nghi như là hệ thống rèm che lắng này Hệ thống giải trí được tích hợp ở trên cánh cửa à, Rồi lại có trang bị cho anh chị và các bạn Cửa só điều hòa ở hai bên cánh cửa Đấy, Những phần chi tiết bậc lên xuống Hệ thống ghế ngồi của chiếc xe trang bị cho anh chị và các bạn Cái hệ thống ghế da màu kem Với ba tựa đầu giảm chấn và bệ thì tay trung tâm chính giữa cửa sổ trời toàn cảnh mang lại cho anh chị và các bạn một cái không gian thoáng đãng tuy vậy thì mình sẽ phải mất thêm chi phí uh, chăm chút bảo dưỡng cái hệ thống cửa sổ trời để tránh trường hợp là bị rột cũng như là uh, trong quá trình vận hành nó bị kẹt đây là những cái đường LED tổng quan về hệ thống cánh lái của chiếc xe anh chị bạn có thể thấy những đường LED chi tiết thì nó rất là hoàn hảo từ những cái phần keo chỉ này hệ thống tap đi kính cửa phím bấm chức năng hệ thống nhớ ghế tăng chỉnh uh, cái uh, có khóa cửa và chỉnh gương Đấy. đây là những cái phần như hệ thống ghế chỉnh điện này chất lượng từ những cái phần má ghế hệ thống ốc bản lề cột kèo răng cao su tất cả những cái chi tiết này để anh chị bạn có thể đánh giá được cái phần này nó có bị thay thế hay không và có bị gò hàn không từ những cái phần cột kèo cái phần răng cao su này nó rất là chắc anh chị ạ xe mà tháo mà nó bị lỏng thì anh chị và các bạn cần xem lại có đầy đủ những cái tính năng như là hỗ trợ khởi hành ngang dốc rồi là đổ đèo chống trơn trượt cân bằng điện tử vô lăng tích hợp các phím điều chỉnh chức năng rồi thẻ nhắc bảo dưỡng tất cả các thẻ của chiếc xe nó vẫn còn đầy đủ cho anh chị và các bạn có thể check kiểm tra đây là những cái phần như là hệ thống vô lăng phía sau vô lăng là cụm đồng hồ hiển thị thông tin Ala lock và rồi những cái phần như là phím bấm chức năng của chiếc xe vẫn còn rõ nét. Màn hình giải trí có tích hợp map rồi là hệ thống cam. Đây là những cái chi tiết về hệ thống cần số này. Các chế độ sấy ghế rồi phanh tay điện tử auto hold. Với dòng xe Hàn thì nó rất nhiều đồ chơi cho anh chị và các bạn có thể trải nghiệm. Cái khả năng vận hành của chiếc Santa Fe thì cũng được rất nhiều anh chị và các bạn đang quan tâm. Và đây là những cái chi tiết về hệ thống máy móc của chiếc xe với khối động cơ 2.4 2 cầu cho anh chị và các bạn cái khả năng vận hành trong phố hay đường trường những cung đường khó một cách dễ dàng. Đấy, những đường nét tổng quan chi tiết về những con ốc em quay rõ cho anh chị bạn có thể tham quan. Hyundai Santa Fe 2.4 2 cầu bản full sản xuất 2017 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội lăn bánh quãng đường hơn 48.000 km hiện được chào bán cho anh chị và các bạn với mức giá là 685 triệu giá này thì vẫn còn giảm và thương lượng hỗ trợ đầy đủ các thủ tục sang tên di chuyển mua xe trả khó cảm ơn chị và các bạn đã quan tâm theo dõi